Rồi, hello anh em ha. Nay là trưa ngày 8 tháng 9 nha. Em quay lên cho anh em xem một cặp Asian Pakistan tăng nha. 4 tháng nha anh em. Con trống này là hiện tại là 2,2 kg yếu. Con mái là 1,4 kg yếu nha. Đám này lớn nhanh cực kỳ luôn. Mới cái báo anh khách kia là mới có tuần trước à. Có ký 8, ký 9 nè. Mà giờ lên tới 2,2 kg con gà trống rồi đó. Gà mái thì bữa là ký 1 mà giờ lên ký 4 yếu rồi. Lên rất là nhanh luôn, lên ký rất là nhanh luôn á. Con mái điều ha, con trống chuối. Mát con trống khoảng tầm 3,3, 3,4 nha. Mái khoảng tầm 2,3, 2,4 gì đó. Có những anh em thì nuôi lớn hơn, nhưng mà em cứ cho tầm đó đi ha, cho nó dễ. Bữa nay là trời âm u cực kỳ luôn á. Này là em tăng cái độ sáng của cái điện thoại nó mới sáng như vậy. Chứ còn ở dưới đây là nó tối lắm, âm u. Rồi, rất là đẹp ha, dáng rất là đẹp luôn á. Form body rất là ok. Rồi, giá em bán em mái là 2,5 triệu nha. Trống là 4 triệu. Anh em nào bắt nguyên cặp thì em để 6 triệu nha. Form dáng rất là ok luôn nha. Rồi, ai có mến thì alo em, số điện thoại ngay phía dưới màn hình nha anh em. 0379486114 nha. Kiếm trong điều ghép vô nữa mà không có. Không có trong điều thôi, thả này vô luôn ha. Rồi, ai có mến thì alo em. Chào anh em.